Tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Trèo Thu Huyền Nghệ sĩ Trèo Thu Huyền sinh năm 1975, nghệ sĩ ưu tú, NSUT, Thu Huyền. Sinh năm 1975 tại Hà Nội, chị là một nghệ sĩ chèo nổi tiếng, nhưng từ khi lập gia đình chị chuyên tâm chăm sóc gia đình và ít tham gia hoạt động nghệ thuật hơn, chị là một người đam mê âm nhạc nhất là đối với bộ môn chèo khi nhắc đến nsut thu huyền người yêu mến chèo liên tưởng ngay đến vai thị màu đến ánh mắt sắc như dao cau của chị trên sân khấu chị không không xây dựng tên tuổi một cách ồn ào như những bộ môn nghệ thuật khác chị đi lên bằng chính khả năng và bằng đam mê vào môn nghệ thuật này với chị nghệ thuật là luôn tìm hiểu khám phá tôi diễn nhiều nhưng cũng muốn tự khám phá bản thân đa dạng hơn nữa chứ chưa dừng lại đâu nhé nhiều khi tôi nhìn thấy vai hay quá đặc biệt nằm trong bối cảnh lịch sử khác nhau làm nảy sinh tố chất nhân vật rất hay tôi cũng muốn diễn, có những vai không được diễn, nhìn mọi người diễn, lại cứ thờ mong đợi. Là nếu vào tay mình thì nó sẽ ra sao, chị kết hôn cùng ca sĩ Tấn Minh vào thời điểm và tên. Tuổi của anh gắn lên với ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, đến nay anh chị đã có hai người con trai. Mái ấm hạnh phúc của chị luôn được nhiều người ngưỡng mộ.